trong không khí đầm ấm, thân tình và phấn khởi đón chào Xuân Quý Mão. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đoàn kiều bào tiêu biểu nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và trân trọng cảm ơn sự đóng góp hiệu quả đầy tình cảm, trách nhiệm của hơn 5,3 triệu bà con kiều bào ta ở nước ngoài, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước trong những năm qua, và gửi tới bà con trong đoàn kiều bào tiêu biểu và qua bà con gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh, thế giới không ngừng chuyển động, tình hình ngày càng phức tạp khó lường, nhưng Thủ tướng có niềm tin vững chắc rằng dân tộc Việt Nam ta, nhân dân Việt Nam ta, dù ở trong nước hay đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng, kề vai sát cánh, cùng nhau thực hiện thành công các mục tiêu phát triển, trong đó có nhiệm vụ đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam, để chúng ta mãi mãi tự hào là người Việt Nam, để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương, Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước, nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.